Bệnh cầu trùng trên gia cầm là một trong những bệnh phổ biến nhất trên thế giới. Nó gây ra thiệt hại kinh tế do tỷ lệ chết, giảm thể trọng, cộng với các chi phí liên quan đến kiểm soát phòng ngừa và điều trị, đồng thời khiến gia cầm đi đến bệnh viêm ruột hoại tử. Thiệt hại hàng năm trên toàn thế giới ước tính hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Để giảm thiểu thiệt hại do bệnh cầu trùng gây ra, người chăn nuôi gia cầm cần nắm được nguyên nhân, triệu chứng lâm sàng, phòng ngừa và điều trị căn bệnh tốn kém và phổ biến này. Bệnh cầu trùng là một trong những nguy cơ lớn đối với ngành chăn nuôi gia cầm trên toàn cầu. Bệnh liên tục phát triển, đe dọa tính bền vững của hoạt động chăn nuôi gia cầm thế giới, với thiệt hại do bệnh gây ra lên đến hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Gà nuôi thương phẩm thường bị ảnh hưởng đáng kể bởi ký sinh trùng đường ruột thuộc họ Emyria. Phần lớn vòng đời của ký sinh trùng này diễn ra trong đường ruột của gà nhiễm bệnh trong thời gian từ 4 đến 7 ngày. Giai đoạn cuối trong vòng đời của ký sinh trùng này sẽ sản sinh ra một số lượng lớn các tế bào trứng Emyria mới được thải cùng với phân ra môi trường bên ngoài. Những con khác trong đàn hoặc đàn khác có thể nhiễm bệnh qua tiêu hóa và chất thải này. Đây là bệnh xảy ra phổ biến ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, nơi có điều kiện sinh thái thuận lợi cho sự phát triển của nang bào ký sinh trùng và tác nhân gây bệnh. Nghiên cứu đối với các giống gà nuôi tại tỉnh Trung Java, Indonesia cho thấy, trong gần 700 mẫu phẩm lấy được, nang bào cầu trùng Emyria có trong 175 con gà. Gà thịt cho thấy tỷ lệ nhiễm cao nhất với 34% gà nhiễm bệnh, tiếp đến là gà đẻ trứng với 26,26% và giống gà địa phương chiếm 10,45%. Cầu trùng họ Emyria có khắp nơi trên thế giới và tồn tại qua phương pháp chăn nuôi thâm canh. Có đến 6 loại Emyria được chứng minh là xuất hiện tại cùng một trang trại. Vaccine sống độc lực đã được sử dụng từ những năm 1960 để ngăn bệnh cầu trùng trên gà. Đến những năm 1980, vaccine sống giảm độc lực đã được sử dụng. Các trùng giảm động lực đã được chọn để truyền nhanh qua vật chủ, do đó chúng có khả năng sinh sản thấp và mất đi động lực. Tuy nhiên, vẫn có khả năng miễn dịch mạnh. Điều quan trọng là chúng không làm giảm trọng lượng của gà sau khi tiêm vaccine. Vì thế mà thích hợp dùng cho các đàn gà thịt. Khí hậu nóng ẩm của nước ta là điều kiện cho cầu trùng phát triển. Gà chăn thả, bán chăn thả, tiếp xúc môi trường rộng, rất dễ nhiễm bệnh. Tỷ lệ mắc bệnh cầu trùng ở gà từ 4 đến 100%, trung bình 30 đến 50%. Tỷ lệ chết của đàn chiếm 5 đến 15%. Bệnh không gây chết tỷ lệ cao như các bệnh truyền nhiễm khác, nhưng lại gây thiệt hại nặng về kinh tế do gà chậm lớn, tăng chi phí cho thuốc thú y, tỷ lệ đẻ giảm, dễ mắc kế phát các bệnh truyền nhiễm khác như E. coli, Gumboro, tụ huyết trùng. Bệnh cầu trùng trên gà phổ biến ở giai đoạn từ 2 đến 8 tuần tuổi. Gà nuôi chuồng nền nhiễm rất nặng, chuồng sàn nhẹ hơn. Bệnh cầu trùng có 3 thể biểu hiện. Biểu hiện thứ nhất mà chúng ta thường xuyên thấy đó là thể cấp tính. Thể cấp tính ở cầu trùng thường xuất hiện ở gà từ 10 ngày đến 50 ngày tuổi. Đối với gà chăn nuôi tập trung công nghiệp theo hướng thịt, siêu thịt thì cái lứa tuổi từ 18 đến 40 ngày là thời kỳ nặng nề nhất. Đối với gà kiêm dụng như gà mía, gà ri, gà lương phượng, gà đông cảo thì thời kỳ mà phát bệnh ở gà từ 3 tuần đến ngoài 2 tháng tuổi. Như vậy là đối với gà kiêm dụng thời gian kéo dài bệnh, phát bệnh có thể kéo dài hơn một chút. Các nghiên cứu cho thấy nguyên nhân gây bệnh cầu trùng là do ký sinh trùng đơn bào thuộc giống Emyria gây ra. Đây là những ký sinh trùng nội bào bắt buộc với vòng đời phức tạp, bao gồm cả giai đoạn hữu tính và vô tính. Ở gia cầm, Emyria ảnh hưởng đến ruột, khiến nó dễ mắc các bệnh khác như viêm ruột hoại tử và làm cho cơ quan này giảm khả năng hấp thu các chất dinh dưỡng. Emyria tenella ký sinh ở manh tràng và Emyria nicatrix ký sinh ở ruột non của gà. Cả hai đều gây tiêu chảy, có máu ở gà. Bệnh cầu trùng và đầu đen đều do ký sinh trùng gây ra, vì vậy chúng có biểu hiện ban đầu giống nhau. Bệnh cầu trùng do 9 loại đơn bào ký sinh ở ruột non, ruột già và tá tràng gây nên. Đầu đen do đơn bào Histomonas meleagridis tồn tại trong niêm mạc ruột thừa và gan gây nên.
Khi gà mắc bệnh cầu trùng, nếu không được điều trị có thể chết trong vòng 2 đến 3 ngày, trong khi bệnh đầu đen lại kéo dài 10 đến 15 ngày. Hai bệnh do những đơn bào khác gây nên, vì vậy độ tuổi của gà mắc hai bệnh này cũng khác nhau. Nhận thấy tại địa phương mình, nhu cầu tiêu thụ giống gà lạc thủy khá tốt, nên tại hai dãy chuồng nuôi, anh Trương Ngọc Tuân ở xã Điền Quang, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đều chăn thả giống gà đặc sản này. Các bác con này nó chậm chậm đấy bác. Quan sát đàn gà một tháng tuổi này, chuyên gia Vũ Ngọc Sơn phát hiện một số con có biểu hiện chậm chạp, màu nhợt. Đặc biệt khi kiểm tra phân gà, chuyên gia phát hiện dấu hiệu bệnh rất rõ ràng, phân có lẫn máu tươi. Chuyên gia đã nghĩ đến một căn bệnh thường gặp ở đối tượng gà nhỏ, đó là bệnh cầu trùng. Đây, bãi đây rồi, máu đây rồi, máu tươi đây rồi. Một bãi này. Đây phân bãi thứ hai này. Đây là phân gà khỏe, nó phải thế này cái chỗ này. Đấy. Nó phải khô mà nó như thế này. Khô mà nó có cái nó như con ốc ấy. Mà nó có cái đầu phần trắng. Còn cái bãi này là cái bãi cầu trùng điển hình rồi. Cái cầu trùng mà manh tràng ở đây này. Đây. Phân nó tiêu chảy mà. Phân màu nó tiêu chảy mà nó có cái màu đỏ. Màu đỏ máu máu cá. Đây, nhìn thấy không? Vâng. Theo chuyên gia Sơn, thông qua đặc điểm ngoại hình có thể đánh giá sơ bộ sức khỏe của đàn gà. Nếu gà khỏe, màu lông sáng bóng, mắt tinh nhanh và đầu thường xuyên lắc lư, chân màu vàng bóng. Ngược lại, nếu sức khỏe gà yếu, màu gà sẽ đổ cụp hay tím tái, không có phản xạ di chuyển khi đến gần, màu lông xỉn. Để kiểm chứng, hãy cùng theo dõi sự so sánh giữa hai con gà khỏe và yếu. Cái con gà mà nó bị ốm ấy, là bao giờ mình cũng nhìn thấy là nó không lanh lợi. Đấy, nó thường thường nó cứ đứng một mình ở một chỗ. Nên mình có đuổi thì nó mới chạy, chứ nó không thường thường nó không chạy theo đàn. Có nghĩa là cái hoạt động của con gà nó rất là chậm chạp. Đấy. Thế sau đó nếu mà mình bắt lên mình kiểm tra thì mình thấy ví dụ như con này. Chú thấy có những đặc điểm là nó sẽ là con ốm này. Thứ nhất là cái màu của nó là nó không tươi. Đây là con gà trống mà. Gà trống ở tuổi này bắt đầu là màu đã phớt đỏ rồi. Nhưng con này là màu nó không đỏ lắm mà nó không tươi. Thứ hai nữa là cái chân này của cháu. Cháu nhìn thấy cái chân của nó, cái chân nó cứ kiểu là nó không căng cái da này đấy. Cái chân mà cái chân này cái kiểu nó kiểu nó khô. Và mình sờ cái lườn của cái gà là nó không được đầy, nó không được chắc. Cầm cái lườn, cầm cái đùi nó không được chắc. Đấy. Cho nên là con gà này tí nữa sẽ mổ con gà này xem có phải bị cầu trùng nhá. Thế còn đây là con gà. Gà khỏe thì cháu thấy đây. Cháu nhìn thấy không? Cái màu của nó rất là tươi. Màu nó tươi. Màu này thì chưa thể đỏ được nhưng mà nó tươi. Và còn bạn nhìn cái mắt con gà nó mở tròn to. Đấy. Thế rồi mình cầm trên tay con gà nó quẫy, nó hoạt động, nó chỉ muốn chạy ra. Con này là bò gần như là đứng yên chả hoạt động gì. Theo chuyên gia, ở độ tuổi 10 đến 45 ngày tuổi, gà rất dễ bị mắc bệnh cầu trùng manh tràng. Sau 45 ngày tuổi, gà thường bị cầu trùng ruột non. Nếu điều kiện chăn nuôi không tốt như nền chuồng ẩm ướt, đệm lót bết bẩn, phân khí độc nhiều sẽ dẫn đến gà bị mắc bệnh kép về đường hô hấp CRD. Con đường lây truyền bệnh qua đường tiêu hóa. Những gà bị bệnh cầu trùng hoặc những gà đã khỏi bệnh nhưng còn mang trùng bài thải trứng cầu trùng theo phân ra nền chuồng là nguồn gốc lây lan bệnh trong trại. Trứng cầu trùng trên nền chuồng sẽ nhiễm vào thức ăn, nước uống. Khi gà nhặt thức ăn có trứng cầu trùng, chúng sẽ đi vào ruột gà và gây bệnh. Emilia tenella và Emilia necatrix xâm nhập vào lớp tế bào ruột, phá vỡ mạch máu gây tình trạng xuất huyết nặng, làm gà đi phân xác hoặc phân có máu. Các loại côn trùng và động vật gặm nhấm cũng là nguồn gốc lây lan bệnh cầu trùng trong trang trại. Điều kiện chuồng nuôi không hợp vệ sinh,
khu nuôi nhốt chật chội, ẩm ướt, chất độn chuồng lưu cữu, bãi chăn thả ô nhiễm cũng tạo điều kiện cho bệnh cầu trùng bùng phát hoặc tồn tại trong thời gian dài. Thì cái vấn đề nhiễm nó là từ trong cái quá trình mình chăn nuôi gà từ phía bên ngoài này mình mang vào. Đấy. Nó lây qua dụng cụ, lây qua nước uống, thế rồi lây qua thậm chí kể cả những cái rất là đơn giản. Ví dụ như là từ cái việc mà mình mặc quần áo, mình khi mình vào chuồng mình không thay quần áo hoặc là giày dép. Mình bước vào chuồng nhưng mà mình không bước qua hố sát trùng. Thì đấy tất cả những cái đó nó sẽ lôi vào và con gà nó sẽ bị nhiễm bệnh ngay. Nhưng mà mình sẽ được kiểm soát nếu như mình cho ăn tốt, nếu như cái độ lót của mình tốt. Và nếu như là cái nhiệt độ úm của mình coi như là tốt thì nó sẽ giảm thiểu đi rất nhiều, chứ không phải nó không có. Với hiện tượng gà bị bệnh của gia đình anh Tuân, chuyên gia chẩn đoán gà bị bệnh cầu trùng manh tràng. Để chắc chắn, chuyên gia Sơn sẽ tiến hành mổ khám các dấu hiệu bệnh tích trên con gà bệnh. Đấy, mổ nó phải khéo này này. Đấy, để mình khi mình banh con gà nó ra là nó không được dập mỡ à, dập gan mới dập của tim để mình kiểm tra. Vâng. cái gan con này là gan bình thường này. Vâng. Ừ. Đây chú kiểm tra xem có phải là bị ấy không nhá. Ừ. Rồi mình mới xem cái ruột nhá. Lách bình thường này, không sưng này. Vâng. Ừ. Đây này, cầu trùng đây này. Vâng. Mình thấy cái ruột này nó sưng lên. Mà cháu nhìn thấy đây này, toàn bộ trên cái ruột này nó có hiện tượng máu rồi này. Máu đỏ đây này. Nên nó sưng lên. Bình thường là cái này của nó là màu phải, nó phải giống như cái màu này. Vâng. Nó bình thường nó phải giống như cái màu này mà nó nhỏ. Vâng. Đấy, nhưng mà cái con này là có hiện tượng tức là tụ máu bên trong. Đúng không? Đấy. Tụ máu bên trong mà sưng lên. Bây giờ chú mới lấy cái kéo này chú cắt ra xem có đúng máu không nhá. Vâng. Đấy, này cho nhìn này. Đúng không? Máu đây nhá. Đấy, bị cầu trùng ấy, cầu trùng ruột già. Đấy, dấu hiệu cầu trùng ruột già. Cái cầu trùng ruột già là bao là nó làm cho xuất huyết cái manh tràng. Xuất huyết manh tràng, tụ máu manh tràng, tụ máu và xuất huyết manh tràng. Sau khi mổ khám và kiểm tra, chuyên gia Sơn nhận thấy các cơ quan nội tạng như tim gan, ruột non đều bình thường. Tuy nhiên phần ruột già hay manh tràng của gà có hiện tượng sung, xuất huyết. Đây chính là nguyên nhân khiến gà đi ngoài ra phân có dính máu tươi. Chuyên gia cũng cho biết anh Tuân cần tiến hành khắc phục cho đàn gà theo hướng điều trị bệnh nhiễm cầu trùng manh tràng. Anh Tuân có thể sử dụng một số loại thuốc kháng sinh đặc trị theo hướng dẫn của chuyên gia. Cháu có thể mua cái thuốc điều trị cầu trùng nó gồm có này, tên của nó này, ESB3. Đấy. ESB3. Hoặc là thuốc cầu trùng ở ngoài cửa hàng thuốc thú y họ bán ấy. Cháu mua cái diclazuzin này. Cháu cho uống theo cái liều lượng tức là và trên cái vỏ nhãn người ta có ghi rồi. Vâng. Nhưng mà thông thường nếu để cho điều trị chuẩn thì cháu cứ pha là 1 gram trên 1 lít nước. Vâng. Đấy, pha 1 gram trên 1 lít nước nhá. Vâng. Cháu uống 3 ngày liên tục. Cộng với là glucocase. Vâng. Đấy. Cộng với glucocase cháu uống 3 ngày liên tục. Sau đó cháu cho nghỉ 3 ngày, cháu cho uống 3 lần như thế thì gà sẽ khỏi ngay. Đấy. 1.500 gà này cháu cứ pha vào một cái bình, vào một cái xô thùng sơn ấy là 18 lít. 18 lít thì cháu hút lấy khoảng 18cc thuốc hoặc là 20cc thuốc. Cháu pha vào đấy cộng với là glucocase, sau đó thì cháu sẽ cho vào các cái bình nước. Cháu đặt vào bên trong cho nó uống, nhưng mà trước khi nó uống thuốc thì cháu phải cho nó nhịn, cho nó nhịn khát đi. Thì mới lúc còn tất cả con gà vào uống thì đều có thuốc hết. Theo chuyên gia Vũ Ngọc Sơn, trong chăn nuôi gia cầm, một số thuốc kháng khuẩn hoặc nhóm nguyên sinh động vật đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ để điều trị và ngăn ngừa bệnh cầu trùng. Tùy thuộc vào loại hình chăn nuôi gia cầm, các phương pháp kiểm soát bệnh cầu trùng hiệu quả là khác nhau. Các phương pháp phòng ngừa hoặc điều trị bệnh cầu trùng gồm có thuốc diệt cầu trùng, vaccine sống, probiotic, vaccine cộng men vi sinh probiotic. Ngoài việc phòng bệnh bằng thuốc, chuyên gia cũng khuyên cáo người chăn nuôi nên áp dụng phòng bệnh bằng biện pháp vệ sinh thú y, như nuôi trên nền phải có lớp độn chuồng hút ẩm và khô ráo. Sau mỗi đợt nuôi phải làm vệ sinh và sát trùng chuồng trại, sau đó thay lớp độn chuồng mới. Chuồng phải thông thoáng, không bị lạnh hoặc quá nóng.
bãi chăn thả gà phải khô ráo và nên trải một lớp cát, đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu cầu thức ăn, nước uống sạch sẽ và vệ sinh, đảm bảo thông thoáng chuồng nuôi là yếu tố quan trọng giúp gia cầm sớm hồi phục.